Mang theo cái tấm bạc hoặc là áo mưa á, mình trải mình ngồi. Rồi muốn coi Sơn Tinh Thủy Tinh đó nha, là phải canh cái giờ nó diễn, trước khi nó diễn là phải lận ngồi dành chỗ. Tại chúng chuẩn bị chút xíu mà nó diễn là nó người ta lại không có chỗ để mình đứng luôn. Huy với Nhật mà coi là mê. Quýnh du hộ gì Sơn Tinh Thủy Tinh mà quýnh nhau để giành mỹ nương, quýnh rồi pháo nổ bằng bằng. Nhưng mà số tiền á chị, nó chỉ là nước thôi đúng không mẹ? Chị con rồi, con coi mấy lần rồi thì đó. Ủa tao lớn cái luôn xe mà. Mẹ đâu rồi coi hoài, mẹ đâu rồi quên rồi. Lát nữa tôi trích xuất camera cho nè, quay chi cho mọi người. Hợp tác.